giá vô cả nhà, giá với hạ cũng lâu lắm rồi không có ăn lại cháo cá lóc đó cả nhà. Cháo cá lóc có nấm cơm ha, chèn vô anh, chèn cái nước nước vô cái này cho nó xịu giá xong ngon á, thịt một chén cháo cái thấy nó đã. Dùng cháo với vợ chồng của mình nha, bữa nay ăn cháo muộn cả nhà. Nấm cơm ngọt quá, mình xin chào qua cả nhà ha. Ngày mới chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe cả nhà. Mấy bữa nay trời rất là nóng cả nhà, thì ăn cơm cũng không có được ngon. Mình có mua con cá lóc cả nhà, mình gọng ở dưới mương nè. Thì bữa nay mình sẽ đổi món, mình bắt con cá lên mình nấu con nồi cháo ăn cho nó dễ ăn cả nhà, húp cho nó dễ nuốt chút ha. Mấy bữa nay nắng quá trời ăn cơm không có ngon lành gì chứ cả nhà. Bây giờ mình đi bắt cá lên cá nha nhà. Mình có mua con cá lóc á cả nhà, thì mình gọng ở dưới mương nè, mương hõm gầy nắng quá trời nước nó không có vô nổi luôn á cả nhà, giật ra còn có chút xíu à, dưới sông bây giờ mình không có nước để mình bơm lên cái vuông tôm của mình luôn. Cá lóc mà hõm rộng hõm gầy biết cái còn sống không nữa đây, còn cả nhà nha. Cá lóc mà cột cái miệng đi gì nè cả nhà, để nó phóng vô lắm. Cá lóc mình ở đây thì cá đa số là cá lóc đồng nhiều quá cả nhà. Cá lóc ở trong vuông á, người ta tắt vuông rồi người ta bắt tôm mà nè, cái người ta xẹt người ta cải tạo lại người ta nuôi vụ tôm mới cả nhà, là cá dưới vuông người ta sẽ bắt lên hết ha, thì người ta bán có lúc đó cũng rẻ lắm. Đây là cá nhà đó. Cá rất là ngon cả nhà, bập ù luôn, cá bự nè. Cá này thì nấu nồi cháo này hết sảy ha. Thôi bây giờ mình đem vô mình làm cá nha nhà. Con cá lóc thì mình cũng mới vừa làm rồi nè cá nhà, cá rất là bự luôn cả nhà, cũng rất là ngon đó, thịt nó dễ khắc luôn á. Ở đây thì mình có củ hành tím nè, củ hành để mình nêm vô cháo cả nhà, hành lá nè, ngò gai, ở đây mà rau để mình ăn với cháo cả nhà, có hẹ nè với giá, đây cũng có nấm gươm nữa cả nhà, củ cải đỏ, ngò gí ha. Thì ngò gí này mình cũng để nêm vô cháo thôi, còn giá với hẹ thì mình ăn rau riêng á cả nhà. Đây nó nấm cơm nè, nấm cơm thì mình cũng bỏ vô cháo luôn ha. Thì
bây giờ mình sẽ sắt cà gót trước cả nhà, sắt cà gót nhỏ để mình bỏ vô cháo. Bây giờ mình sẽ đập hành tím nha cả nhà. Dặn á, bà đập dặn á quý. Đố quý à, bà ta đập của hành tím này chưa nè. Nấu cháo. Giỏi quá vậy ta. Nấu cháo gì? Cháo nấu cá. Nấu cháo nấm với cá nè. Giỏi quá vậy ta. Hay quá vậy ta. Bà này có viết bài rồi chưa? Rồi. Giờ mình bỏ bột giá này qua bên cái con cá đỡ rồi cả nhà. Mình sắt cà gót. Vô ngoài hả con? Nấu cháo này mà có ngò gai thì nó rất là thơm cả nhà, thơm cái mùi ngon ngon lắm. Cháo thì không thể thiếu ngò gai ha. Quý chạy đâu ra vô hoài con, trời nắng trời nôi. Quý ơi, lại lấy dĩa lại cho ba giùm mấy con. Dĩa bự á. Cảm ơn con nha. Này thì mình để qua cái dĩa này đỡ cả nhà. Cá lóc thì mình sẽ cắt nó ra làm ba luôn đó cả nhà. Cá bự không? Mình cắt làm ba chút đó, mình bỏ vô cái chảo qua cho nó dễ cả nhà. Giá này thì mình chưa rửa, chút xíu nữa mình ăn rồi cái đầu mình sẽ rửa ha. Còn mấy cái này thì mình đã rửa rồi hết này cả nhà. Hay bây giờ mình qua mình rang gạo cả nhà. Ba rang gạo rồi đó nha. Giờ mình bắt chảo lên rang gạo cái nhà. Huh?
đậu thì cũng vừa vàng đó nha nhạy. Mình sẽ nhấc xuống mình bắt nước lên ha. Nóng nè, nóng nè, nóng nè, ba đãi đây nè. Không có được lại gần hay chưa? Nóng dữ lắm đó. Mình sẽ bắt cái chảo nước lên. Hôm nay có hai cha con nấu ăn ở ngoài trời cả nhà. Cái ông nhỏ này nãy giờ ông lại ông lấy cái mấy miếng lá nè, ông chơi lửa hoài luôn, la hoài không nghe chứ, quý lì quá. Quý ca ăn bản cho ông bà cô chú nghe coi. Quý biết biết ca không? Ca ăn bản cho ông bà cô chú nghe coi. Ca bản gì? Bản gì? Cháu hỏi ơi ca nãy cháu hỏi vậy đó hả, là không biết hả? Ừ. Quý được nghỉ lễ mấy ngày? 5 ngày hả? Đi thứ mấy mới đi học lại? Thứ năm hả? Giỏi quá ta. Thôi đi chơi đi con. Nước cũng đã sôi cái nhảy. Thì bây giờ mình sẽ bỏ gạo vô ha. Sẽ để nắp lên đây nha. Cháu hay đặt lại cái nhảy cho mình cho thêm nước nha. Yeah. Mẹ đi chưa? Rồi cháu cũng đã nhừ cả nhà nở rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cà gót với nấm vào ha. Chảo đầy nhóc luôn cả nhà. Mình nấu không được chén gạo nữa. Cho thêm nước cả nhà. Và cháo này đậm đặc luôn cả nhà. Rau củ là quá rất nhiều, nấm đó nè, bà cháu tuyệt vời luôn. Thank you.
cháu cũng đã chín nấm rồi cả nhà, nấm với cà gót thì chín này. Bây giờ mình sẽ nêm ha, mình nêm mình mới bỏ cá vô cả nhà, cho miếng nước mắm đây. Mình thử coi vừa ăn chưa cả, cả nhà. Nếu mà chưa có vừa ăn thì mình nêm thêm ha. Thì miếng nước mắm cả nhà. Cháu nhừ dữ rồi cả nhà. Bữa nay thì chiều nay thì mẹ Phú Quý đi đám cả nhà, thì cháu này chắc mình ăn hơi trễ. Mình nấu cháo xong á, mình vô mình tắm rửa cho Phú Quý cái nữa ha. Vừa ăn cả nhà. Giờ mình cho cá vào. Ngon dữ ta. Mình bỏ hành vào cả nhà. Cho ngoài vào luôn ha. Nồi cháo cá của mình cũng đã chín rồi cả nhà, nhìn này rất là ngon cả nhà. Cháo thì nấu chín hồi lúc 5 giờ cả nhà. Bà xã của mình cũng mắc đi đám, nó về hơi trễ rồi, mình cũng cho tôm càng ăn cũng trễ nữa cả nhà. Thì giờ này cũng 7 giờ mấy rồi, mới hai vợ chồng mới ăn cháo ha. Thì cháo cá lóc đồng của mình là cả nhà. Cái đầu cá to quá ha. Mời cả nhà ăn cháo cá lóc với vợ chồng mình nha. Nóng nóng mình chỉ ăn cái giá nó xèo. Múc ra làm cái lẩu ăn cho nó gọn. Mình ăn lẩu cháo. Ở đây có giá với hẹ nữa cả nhà.
đi đám chứ về nhà gặp cháo cá của ông xã nấu là thèm lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn nha. Mà phải chấm một nấm cơm nằm, phải chấm nước mắm ớt. Mình thích ăn gì đó, cay cay á. Ngon quá. Em à. Wow. À, cái đầu ngon quá ha. À, dạ, cái đầu em kinh không có nổi, em ăn lật lấy, lật lấy. Em ăn cái gò má đó. À. Em ăn cái gò má nè. Nước mắm ớt. Ngon quá anh ơi. Ngon quá. Hổm hổm gài ngắn cơm, bữa nay có cháu thấy ăn thấy đỡ ha. Ngon, cháu ngon. Mình bỏ miếng giá vô cả nhà, giá với hạ. Cũng lâu lắm rồi không có ăn lại cháu cá lóc đó cả nhà. Cháu cá lóc có nấm cơm ha. Chèn vô. Mình chèn cái nước nước vô cái này cho nó xịu giá xong ngon lắm. Hấp một chén cháo cái thấy nó đã. Dùng cháu với vợ chồng của mình nha. Bữa nay ăn cháu muộn cả nhà. Nấm cơm ngọt quá. Này để cho bà xã đi. Mình ăn miếng này nè cả nhà. Má nè. Ồ ồ. Chấm nước mắm ha. Ngon quá ha. Cái nấm cơm đó, ăn rất ngọt luôn. Một cái cháo cá bữa nay ăn ngon thiệt. Thêm miếng ớt. Mấy bữa nay á tội nghiệp mấy cây bật gió hết sức luôn á cả nhà. Quạt tối ngày sáng đêm luôn, ban ngày thì nguyên ngày, ban đêm cũng nguyên đêm luôn. Mấy bữa nay nóng quá trời nóng chịu không nổi. Quạt màu đen này là quạt khi nó chạy hết nổi luôn á. Bắt lên đến hình hồi cái nó mới chạy. Nấu cháo không ngon ha. Nấu cháo dễ nuốt, có rau rồi. Ăn cơm á. Không phải ăn cơm ăn cho có sức vậy thôi chứ không ăn không biết ngon gì chứ cả nhà. Tội nghiệp cho Phú Quý. Phú Quý ăn không có được vậy chứ cháo ăn cũng không được luôn. Không gài xuống ký à. Con ăn rồi cũng gán lúc mà lúc ép nó ăn nó không ngon miệng nó ngậm cơm.
cá bên này dẻo quá. Cá bên này ngon nè. Bên này bà xã của mình đi đám là sinh nhật. Đi đám thì đi đám chứ không phải về nhà ăn cơm với ông xã hơn cả nhà. Mới đi đám thì chứ ăn uống gì đâu. Rồi đó mình đi góp mặt góp vui gì đó. Có mặt thì thôi chứ ăn uống cũng không ăn. Thì đồ ăn thì ngon đó mà ăn không được nhiều. Phải ăn cơm nhà. Có ai mà đi đám về mà nghe nói no ra no đâu. Đi đám về tới nhà là hỏi có gì ăn không vậy đó. Quý ơi, nhặt mũi hay gì con, thở dữ vậy? Hai bên này cũng có bệnh này cả nhà. Khánh giúp. Em lật mấy cái lá úng úng ra để mơ nó hư cũng ăn cũng hết. Nhiều nay xã nấu cháo ăn ngon quá cả nhà, ăn hai chén đầy đó. Mỗi khi á ăn cơm có một chén lưng à, bữa nay ăn cháo được hai chén đầy. Bữa nay hai vợ chồng của mình ăn cháo ngon quá cả nhà, không về ăn cơm không được ngon. Bữa nay đổi món là cháo cá lóc ngon quá. Mình giờ này mình ăn cháo mà có cái quạt gió cả nhà. Rồi mà mồ hôi ra cỡ này nè cả nhà. Thôi video của mình cũng khá dài rồi. Vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cả nhà thấy cái nồi cháo cá của mình ngon á thì ủng hộ cho mình một lượt đăng ký cũng như một chia sẻ nha. Vợ chồng mình xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Vợ chồng mình xin hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye.